nhá. Thank you.
Bắc phải chiến thắng số phận anh ạ. Thầy Bắc mày phải chiến thắng số phận luôn. Bởi vì em thấy là số Việt Nam mình cứ gặp cái trận Thái Lan ở cái SEA Games mà nó cứ thế nào ấy. Mẹ hai bàn chung lăng nhẹt. Mà Hoàng Toàn xử lý cực tốt đó chứ. Cho nó chính thống cái luôn.